Em muốn làm game thủ Counter-Strike, em muốn rank cao, đi đánh giải, nhận cái thứ ở chơi Counter-Strike với nhiều đứa yêu. Chuẩn men. Bay quá ác, bay quá dữ, xong ở đây từ từ chỉ đường nha. Đi cứu đồng đội, đi cứu hostage. Ê, đằng sau, đó. Đi hẳn, đi trái. Đó. Sẵn luôn hả? Chưa chết mà chưa chết nữa. Còn nó chết rồi kìa. Rồi, chết rồi. Ôi, sau lưng. Ôi. Quay không kịp. Nó 4.8 kìa men. Có lộ 4.7 kìa. Cái bốt gì? Bốt gì? Sát bộ tim. Cái gì nó Cái bộ tim thì sao đấy? Trộn lại chứ sao? Em thấy ở 4.7 rồi. Anh cũng chuẩn bị ăn hành rồi mà. Ê! Má bắn này bằng khác bắn. Buồn ghê. Vô cái nhẹ đã sạch rồi. Trời. Má đồng đội đâm nhau như má. Cái gì vậy con bấy? Đâm nhau như má nó đâm quá trời luôn. Má đồng đội. I love you. Trời ơi, smoke gặp flashbang nữa chứ. Ôi, nó hết đạn đúng lúc việc chứ trời. Má đồng đội ăn thôi. Má bị đồng đội ăn hồi 2 lần rồi đó. Vãi đái. Nói bởi tụi mình kia bị lát dế quá kìa. Ồ, nó trời rồi. Mấy cây này bắn ngon quá, đẹp ghê. Ngay gần cái AK này đó. Bắn đây, bắn đây. AK bắn ngon mà. Ồ, mấy đồng đội bắn chinh vậy đó. Ừ, đang quay đây. Nó hết sọt má. Rồi một đứa nè. Đó, xong lại luôn, xong lại luôn. Nó đủ mắt phân spam. Rồi, phân spam, phân spam. Đi con hôn này. Ê. Ê, nhưng mà bom đi ra ngoài thôi. Bom bom lên ngồi đứa ghi đi đâu men. Bom bom em làm như là có chân má, biết đi men. What the fuck men. Bên phải. Đứa. Bell for the win. Okay, sniper rồi, IWB rồi. Ôi, em thích cặp cái này luôn. Buco, lại là Buco. Buco. Bé ngầu vậy đấy, nãy quay má, luôn quay ra. Bell quá ảo. Nó lo được mấy câu xuất thần vậy ba. Đó, bữa anh đưa xuất thần quá bắn một lần cả tiền địch luôn á. Anh cũng biết tin được. mình bắn xong kiểu mình bắt đúng what the fuck luôn á. Nó cũng bỏ cạp. Đó là cung bọc đầy đủ có được. Flashbang biết cung bọc cạp gì nó chữ cho phát về. Mà cây này ấp đạn quá đáng luôn. Nè, flashbang tiếp. Đó là cung bọc cạp. Cung bọc ấy mà hô quại mẹ. Đủ mất flashbang tiếp. Đó là cung bọc cạp. Cung bọc cạp. Nó là... Ê, cái này rồi. Cùng. Xuất thần vừa lưu. Má còn 6 giọt các bên. Má spawn.
Nãy giờ bắn thêm một trận trời, nó ghiền mà. Quá, anh cũng đang ghiền vãi này nè. Sao em cứ lại là em vậy? Em mơ bê, em đưa vãi. Tại sao cứ lại là em? Thì con kia thằng tim gì? Thằng tim Hồng Kông rồi. Ờ, má tim tim tục khử hay gì? Nói là anh thấy cái hình để hình Lưu Bị, Tào Tháo gì, what the fuck? Mà cái hình để hình Avatar. Đi ngược trái gai gặp gặp gì? Đấy, smoke không? Không sao mà. Nói gặp cái ông nội để hình Lưu Bị, Tào Tháo. Phải chơi game mà để hình tục ở đấy. Ê, ê, bậy, bậy, bậy. Cây này máu đạn của anh còn 2 băng. Headshot được một em. Ồ, má cùng lúc ha. Anh vừa headshot cái em vừa headshot luôn á. Má nè, trời smoke hoài luôn chứ. Mất tiếp em gì đó. Mày năm năm nổi được một mét. Mấy cái mắt này đừng chỗ. Anh nhịn tập nó lên. Ừ, sao vậy? Anh nhịn tập. Má bắn xuyên tương luôn cho biết. Để nó smoke tiếp để cho anh xin nhận gặp con như vậy kia của mình. Vậy mà cái smoke hút ấy da mà còn. Cái này để hình này, để hình gái này kìa. Chơi game nó gọi là giảm mỡ luôn ba. Anh nghĩ là nó đang ở bên gần khu B á anh. Khu B, khu B, khu B. Khu B hai thằng nha. Thằng ok ok. Sơ sơ hồi bắn cậu mình anh gì? Anh sợ nhất vài vụ này em. What the fuck? Đứng ngay góc đó. À, ê được. Ý, ý bậy. Ê đi thẳng coi chừng móc xéo 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 là có trong cái tài nhà. Ừ, bắn thử lục được, đục 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 đục. Đó đúng rồi. Còn một, còn hai thằng, à còn hai. Cái thằng nó đứng đâu ta? Đứng, ê nó đứng trong cái chỗ mà anh mua súng á. Thôi bom nổ rồi anh ơi. Đi cắt bom đi. Ê mẹ, con cú mẹ chứ trời. Má được một em rồi nè, được một em. Nói tụi nó bắn căng vãi đái ra luôn. Ít ra nè. Má hai đứa, hai đứa. Bây giờ má muốn chết. Má quần này cầm xuống gì nhìn dễ thương rồi. Má versus pro. Để súng gì làm đúng không? Có sticker nữa mà. Mua đi ra, một tấm 5 đô. Khoảng 3 ngàn đó.
gì ba không thích sticker trong game rồi ba, chứ mà là sticker sticker bán ngoài men, sticker trong game này gì Universal Edition trong này gì, ấy à, mẹ không thấy thì chứ, ấy à. Oh, bắn ghê vậy, ghê vậy dẫn chừng. Chết mẹ em đổi cái xuống đi, chết mẹ phải đổi xuống đi men. Nó nhận cái số này thấy ổn rồi.